bạn trở lại với tạp chí Thời Trang, nơi đem đến những tin tức tuyệt vời nhất về thế giới thời trang Việt Nam. Từ hậu trường những buổi chụp ảnh cùng các người mẫu đầy thu hút, cho tới những chương trình thời trang hoành tráng cùng với những nhà thiết kế tên tuổi và đầy sáng tạo. Tuần này trên tạp chí Thời Trang, đầu tiên sẽ là những hình ảnh hậu trường từ chương trình Thời Trang và Nhân Vật. Chúng ta sẽ được cập nhật những mẫu thiết kế mới nhất và thu hút nhất trên sàn Catwalk. Sau đó, hãy cùng đốt nóng chương trình với những buổi chụp ảnh đậm chất mùa hè cùng tạp chí đẹp cho ấn phẩm bikini thường niên với những người mẫu đầy quyến rũ như Trang Khiếu, Minh Triệu, Trúc Diễm và Như Vân. Điểm đến đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay sẽ là hậu trường của chương trình Thời Trang và Nhân Vật diễn ra hàng tháng. Lần này tại Diamond Palace, những nhà thiết kế nổi tiếng sẽ chào đón chúng ta bằng các xu hướng thời trang mới nhất trên sàn Catwalk. Lần này thì bọn mình có diễn bộ sưu tập dành cho mùa hè năm 2015. Thì những cái tông màu chủ đạo của mình là tập trung vào màu hồng cánh sen, hồng nhạt và màu xanh ô liu, với những cái đường cắt rất là gọn, tập trung chủ yếu vào đường may, vào chất liệu và cũng như là hình khối của sản phẩm, không đi nhiều vào các chi tiết cực kỳ. Bộ sưu tập lần này thì hy vọng là Minh Anh và Kim Cúc đến từ thương hiệu Wephobia Studio sẽ mang đến cho các quý cô thành thị một phong cách đơn giản, lịch lãm nhưng vẫn rất là cá tính và năng động, phù hợp với tất cả các môi trường mà mọi người làm việc cũng như là vui chơi. Hôm nay là một ngày rất là dài đối với Lại Thanh Hương, tại vì Lại Thanh Hương và cùng tất cả các bạn người mẫu đều phải xuất hiện tại chương trình Thời Trang và Nhân Vật lúc 9 giờ sáng để tập luyện và để fitting đồ với tất cả các nhà thiết kế. Xin chào, tôi là Duy Anh. Hiện tại tôi đang đứng ở hậu trường của chương trình Thời Trang và Nhân Vật. Hôm nay tôi được mặc trên mình bộ trang phục của nhà thiết kế Trương Thanh Long, được make up và làm tóc rất là đẹp. Và tôi đang rất là sẵn sàng để bước vào show diễn ngày hôm nay. Với chương trình Thời Trang và Nhân Vật lần này thì Long mang đến một bộ sưu tập mà Long lấy cảm hứng từ mùa hè. Đó là những cái giấc mơ về biển cả, về những cái chàng thủy thủ và những cái chuyến mà phiêu lưu. Và bên cạnh đó thì khi mà nghĩ đến cái cảm giác đó thì Long luôn tưởng tượng rằng là đó là một cái giấc mơ mà nó chứa đầy những cái gam màu xanh. Chính vì vậy mà trong bộ sưu tập này, cái gam màu xanh sẽ là cái gam màu chủ đạo, cũng như là những cái đường sọc, những cái nói chung là những cái điểm nhấn trong cái trang phục mà thủy thủ, giống như là sọc trắng và đen và xanh. Hy vọng rằng là với cái bộ sưu tập mà Long mang đến với chương trình Thời Trang và Nhân Vật lần này thì sẽ được tất cả khán giả yêu thích thời trang đón nhận, và hy vọng rằng là nó cũng là một làn gió mới cho những cái collection và những cái bộ sưu tập mà thời trang nam ở trong nước. Xin chào tạp chí Thời Trang, mình là người mẫu Kiều Ngân. Phần 1 của chương trình đã hết rồi, Kiều Ngân đang bắt đầu đến với phần 2 và Kiều Ngân đang mặc bộ trang phục của nhà thiết kế Arian Anh Tuấn. Xin chào chương trình tạp chí Thời Trang. Hiện tại thì Huỳnh Nu đang vừa make up xong trong chương trình của Thời Trang và Nhân Vật. Lần này sẽ có 7 bộ sưu tập của 7 nhà thiết kế với xu hướng là xuân hè. Thì Nu đã đến rất sớm và chuẩn bị cho phần tóc cũng như là make up của mình đã xong và đã sẵn sàng cho show diễn tối nay. Và lần này thì Nu được tham gia biểu diễn cho nhà thiết kế Thủy Nguyễn. Đồ của Thủy Nguyễn thì rất là classic nhưng mà lại rất là hiện đại, bởi vì đa phần thiết kế của cô đều từ gấm
thì đây là một cái xu hướng mới cũng như là một cái phong cách mới rất là hiện đại của Việt Nam. Hôm nay thì Hà Chiêu đang mặc bộ sưu tập của Thủy Design House. Thì hôm nay tinh thần của Hà Chiêu rất là phấn khởi vì có rất là nhiều bộ sưu tập rất là đẹp và phong cách. Hà Chiêu xin chúc chương trình hôm nay sẽ thật là thành công, tốt đẹp. Hi. Hiện tại thì Hằng đang ở trong hậu trường của chương trình Thời trang và nhân vật. Hằng đang diện bộ trang phục của nhà thiết kế Thủy Nguyễn. Mọi người thấy Hằng sao ạ? Rất là quyền lực đúng không? Hãy chờ đón cái phần trình diễn của Hằng nha. Just say